Tại Đồng Nai, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nữ hoàng. Cụ thể theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nữ hoàng tại khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, do ông Bùi Văn Bình làm người đại diện pháp luật với số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời cũng theo quyết định này áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động cơ sở karaoke nữ hoàng trong thời gian 7 tháng. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành 814 của thành phố Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Nữ Hoàng, phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhưng chưa được cấp giấy đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định. Theo đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt.